Rồi, đây là cái đỉnh cao nhất nữa các bạn. Còn cái ngọn núi bên kia là không có đi. Bây giờ là bắt đầu đi đoạn đường bằng và chạy xuống dốc rồi. Tụi mình đã chạy qua tất cả là ba ngọn dốc lớn, ba cái thác hay ba thác gì đó bên rồi. Nhưng mà cũng nhỏ à. Do không có mưa cho nên đi rất là ok. Nói chung á, nếu mà trời không mưa thì tranh thủ đi. Mưa xuống là đi trơn cực lắm các bạn à. Các bạn có tưởng tượng đi như vậy mà trơn té cái ạch mà chấn thương cái rồi là khỏi đi luôn. Hôm nay thời tiết khá là ủng hộ tụi mình trong cái đoạn đường đầu tiên đó, cái đoạn đường lên đỉnh Tà Năng là khó nhất. Mấy khúc gỗ này nữa mà nữa người ta sẽ vận chuyển xuống đó. Cây to ghê, cây đường kính nửa mét xuống á, nếu mà trời nắng á, thì đi rất là sướng, còn mà trời mưa á, đi xuống á. Nói chung là trời mưa là chỉ có chịu trận thôi chứ không có đi được, ra nước rồi nó sẽ rất là trơn. Rồi các bạn thấy cái dốc không? Ghê không? Chắc này vẽ sầu quá trời luôn. Ui, gốc cây to kìa. Qua những cái chỗ trơn các bạn phải thật cẩn thận. Hồi nãy mình ẩu, mình té một cái, thôi không sao á. Lên đỉnh chưa? Lên đỉnh rồi các bạn, lên đồi chọc rồi nè. Hạnh phúc quá. Chưa bao giờ cảm thấy lên đỉnh vừa mệt vừa sướng như lúc này. Còn một đoạn đường dốc này nữa thôi. Cố lên. Chưa có cái gì. Mát quá, gió mát ghê luôn á. À, tới cái đồi chọc. Các bạn thấy cất trâu nhiều không? Nè, cất trâu nè. Ta mang trâu lên đây là để chở gỗ xuống á. Bởi vì nó có sức trâu mới chở gỗ nổi thôi. Trời ơi. Lên dốc nữa kìa. Đó, lát là đi cái đường đồi chọc bên đó đó. Bên đó có đường nữa kìa. Rất trâu nhiều quá. Wow. Sạc háng. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa. Có dấu hiệu mưa. Bây giờ mới là cái cung đường đẹp này. Giờ đi chỗ nào ta? Bây giờ quan trọng là phải đi đúng đường nè. Quá trời ngã rẽ luôn á các bạn. Nè. Bên đây một ngã, bên đây một ngã. Quá trời. Cái ngã bên này thấy dấu bánh xe nhiều nè. Ôi kiến ba khoang nhiều lắm nha. Kiến ba khoang cắn cái. Thôi giờ mình dừng leo rồi vậy. Chưa tới đỉnh mà. Đi hoài, đi nữa đi. Đỉnh đâu, cái cột mốc đỉnh đâu. Nhiều lắm. Mai có những chiếc xe nó chạy lên trên đó kìa. Rồi những vùng đất mới. Như Thảo Nguyên Mông Cổ có rồi, Thảo Nguyên. Như cao nguyên á, Thảo Nguyên. Thảo Nguyên là đồng bằng, còn này là cao nguyên rồi. Gió quá. Bây giờ sẽ xuống đồi. Xuống cái đồi này, đi lên cái đồi đó, bọc theo đường xe máy để lên cái đồi to bên kia. Ôi ôi, này mưa cái chắc lăn quay dưới luôn. Wow, bấm đau chân quá. Xuống thì mình cũng phải gồng cái lực cao lắm các bạn để ghì lại thắng số. Đau chân quá, bắt đầu thấy đau chân rồi. Này mà xe máy đi được á các bạn, ớn ăn mấy ảnh thiệt chứ. Khi nào tới đồi mình mới bay fly can. Ôi trời lắm các bạn ơi. Mưa lên
quay lại cũng không được, đi cũng được. Ui, ui. Thì có nước nằm vùng thôi. Lên đây làm con bò ăn một tháng. Chỗ này đi lên cũng căng đó chứ ha. Bước vừa thôi, bước sẽ chân rộng quá, nó đẩy đi mà nên bắt lại kịp á. Bước chân nhỏ vừa thôi. Đau móng chân quá. Phải băng qua một con suối nữa kìa. Xe máy đi đường này nè. Nãy mày ảnh thiệt. Cẩn thận. Tắm đi lắm. Suối nè. Trong ghê không? Đây. Mình đã thấy vài anh chạy xe máy lên đây. Mấy anh này là mấy anh đi kiểu tổ chức cung phượt đó các bạn. Công nhận tài năng chạy xe của các anh. Tài năng opera của các anh phải gọi là đỉnh. Ồ. Đua xe nước ngoài qua đây là không có cửa. Nè, cái xe anh này anh chở củi nè, lát mình quay cho các bạn xem. Chào hai anh. Mà có anh ơi. Mấy anh đi gãy về hả? Bắt được con gì anh? Đây, mấy anh chạy xe máy nè. Các bạn coi các bạn có thán phục không? Cho mấy anh qua cái đã. Wow. Rơi thở chứ. Wow. Tuyệt vời. Mấy anh giỏi quá. Rồi đây phải xài bộ truyền động giữa nữa kìa. Măng đó mày. Măng quá trời luôn kìa. Măng hả đâu? Ờ, măng một đống măng rồi. À, anh chở măng. Rồi phía bên đó có măng đó các bạn. Nhưng mà mấy ảnh chuyên nghiệp, mấy ảnh mới lấy được thôi. Tụi mình tán máy à. Gặp có người đi đường là thấy đường rồi đó. Mình đem lên mở cái trung tâm massage nhiều khi ngon đó. Ha. Quá phục vụ mấy anh em đi cấp kinh nè. Vô tay chân nó nổng. Quá đào phải vận chuyển bằng máy bay nó mới lên tới đây. Thiệt. Đào mình phải muốn lên giống như gà đá chứ bắt heo đồi. Đẹp ghê trời. Đào phải lấy trực thăng. Wow. Ủa cái đỉnh đâu ta? Cái đỉnh đâu nhỉ? Đường lên đó. Mình đi ra Phan Dũng mình đi hướng nào vậy anh? Đi hướng này nè. Ờ đây đi. Không phải cái đỉnh đó hả? Ờ đỉnh đó. Đi lên đi. Đi đường này là lên đúng không? Anh cho em hỏi cái mình đi hướng này mà đường thẳng với đường lớn có dấu xe nhiều không hay là nó có nhiều hướng rẽ lắm? Tại không, đi cứ thẳng đi thôi. À. Là đi cái đường này nè. Đi đường đồi không anh? Đi đường bên này chứ không đi đồng bên này. Đi qua thác. Qua đây là tụi em rẽ phải hả anh? Đi cái này là qua thác rồi đúng không? Đi bên này là qua thác. Dạ. Là đi hướng đó. Thác Gia Ly hay thác Đam Rê? Là mình đi thẳng Phan Dũng là bên đó là thác Gia Ly. Dạ. Hướng phải á. Dạ. Ừ, để đi ngoài mương, mấy người đi là đi nếu mà à, mình ghê có cái đường dễ thôi nhưng mà chắc gần mưa rồi. Giờ chắc gần mưa rồi. Ok.
Nếu mà dốc 3 tỉnh ở chỗ này nè. Đâu mình giờ mình lên kia mình cắm trại rồi mình đi bộ. Lên lấy chụp hình chứ. Đâu mình ra kia mình bỏ đồ cắm trại đi chứ bên kia lên kia đâu cắm trại được đâu. Mình bỏ đồ trên này mình đi bộ không lên chứ ai mà đi bộ không lên. Chỗ cắm trại cũng được hết mà. Chỗ đó bằng mà. Đâu bằng nhưng mà có cái cây nào không anh? Có cây thì không cần cây. Không có cây nào sao mà mưa lấy gì mà văng ra. Ý là quẩy ba lô lên núi á. Tụi em tính cắm bên này chú ý là liên đó đi chụp tấm hình. Đi bên này. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn hai anh nha. Dạ. Rồi đi nha. Dạ. Không có cây gì lỡ mưa sao? Dạ. Chào hai anh, cảm ơn nhiều lắm ạ. Mưa mới phải né cây á. Không có văn bạc chứ, mưa đứng cho nó nứt gì. Xét đánh. Không có ba lô chắc chạy băng băng luôn. Ý là bây giờ là muốn đi ngược Nam Bắc luôn mà đi đường rừng không đúng không? Đúng rồi. Giờ đi Tà Năng Phan Dũng không được, phải đi chiến Nam Bắc hay đường rừng. Mình lên mình bắt lửa này. Cảm ơn kia đẹp ha. Review về chỗ đó Hoàng ơi. Ăn nhẹ năm xôi. Đuổi heo chích mẹ. Ăn nhẹ năm xôi nấu cháo gà. Mấy bọn kia nó cũng sợ mình. Mấy người. Đi đi một mình, mình vác theo đống hành lý. Tự nhiên nhìn ấn lạnh luôn mà. Bù má chạy lên dốc cứ như kiểu con ngựa. Bây giờ mấy giờ ta? Sáng mấy giờ tụi mình bắt đầu đi? 7 giờ. 7 giờ hơn. Mất đi liên tục đến năng nghỉ. Tụi mình mất 4 tiếng rưỡi để từ từ dưới Tà Năng lên tới đỉnh Tà Năng luôn à. Đỉnh bên kia tụi mình đi qua cái cây số rồi. Tại cái đó dốc quá. Tháng đi 2 lần. Qua đây cắm trại nè, qua chỗ này kiếm chỗ cắm để ba lô ở đây. Để ba lô ở đây rồi bắt đầu chạy bộ lại ngược lại cây số qua bển chụp hình. Nhưng mà mình tính toán đi rồi mình quen đường mình tính toán đừng có mang nhiều. 4 tiếng rưỡi nha các bạn. Mình vác 12 kg trên lưng và đi như một binh đoàn. Mà là cũng nước uống cũng có à. Ở đây thì có một cái bạn chỉ dẫn thôi các bạn. Chung đến các ngã ba các bạn chịu khó để ý tí các gốc cây á, thường thường người ta treo các bạn chỉ dẫn lên trên đó đó. Như ví dụ ở đây có cái ngã ba nè, mà treo đây bố ai thấy, phải đi qua tới bên đây rồi mới thấy. Chuẩn bị mưa rồi. Đó các bạn thấy cái đỉnh núi bên đó không? Đó, trên đó là cái chốt giao ba tỉnh đó các bạn. Phải không ta? Thì bây giờ thì tụi mình sẽ bò lên đó để chụp hình. Cái này tụi mình đi người không, cho nên nó khá là nhẹ. Nhưng mà cũng mệt lắm các bạn, mình bị sạc háng mất tiêu rồi. Mình cầm này đi ngon. 2 kg á. Chiếc này tao bị sạc háng rồi. Tao đi 2 hàng rồi. Và tao hiểu cái cảm giác tay hãm là như thế nào rồi. Ui da, ui da. Sớm giờ đâu ai chơi mình đâu mà sao mà đào háng như ta. Bây giờ mình sẽ lên đỉnh đồi trước. Rồi bạn mình lên sau, mình lên trở để mình chỉa cái cam xuống mình quay nó. Giờ ngưng lại bắt đầu nó đào háng các bạn. Bữa nay sao dùng từ háng nhiều vậy. Ôi ơi, dốc lắm mày ơi. Ngắn con khỉ. Về đây đây, về đây đây té đáy luôn á. Bò ơi, đừng có hút tao nha bò. Tao sức người không phải sức trâu, không có chơi lại với mày đâu bò. Trời ơi, lát tao đi nổi ta. Là mình phải dùng tay mình kéo cái giò mình ra. Đi đây. Té đáy chưa? Té lái luôn á chứ. Trơn hả? Hả? Rồi đi trước luôn đi. Tao đứng đây tao bày la cam lên tao không lên nữa đâu. Nghĩ sao ba? Còn khúc nữa phải lên chứ. Lên đi. Bò lên cũng phải lên. Lên trước đi để tao quay cho mày. Lên đi. Yeah.
lên tiếp thôi. Khi các bạn không nghĩ đến cái sự đau đớn của các bạn sẽ không đau, và các bạn sẽ rất đau. Sức trâu là có thiệt các bạn, trên đó có một con trâu kìa. Giờ chạy lên bằng thịt nó. Bằng đâu? Sạc bà nó háng rồi. Đó sợ đi không nổi á. Chụp hình. Trời, lên đây 4G luôn nè các bạn. Bay chưa? Chưa bay lai cam cũng phải 5 phút nữa chứ bà. Thôi bây giờ mình lên đỉnh nha. Lên cái cột mốc. Quay cho các bạn xem cái cột mốc nó là như thế nào. Mình phải sạc háng để quay được cái cảnh này đó. Một cái số đồi núi nó không có đơn giản đâu các bạn. Dông, thiệt chứ. Kìa, cái chóp kìa. Tà Năng, Phan Dũng, biểu tượng ngôi sao của Việt Nam. Rất tiếc không có lá cờ đỏ sao vàng. Quay vòng quanh cái chóp đây. Bên đây là Tà Năng, Phan Dũng, có một ngôi sao. Nhưng mà ai á mất dạy, đóng gì vô lõm vô nè các bạn. Thấy không? Đóng vô cái bị lõm. Hay là xét đánh tao không? Tại vì cái này nhọn nữa các bạn. Ai đánh hay là xét đánh ta? Thôi xin lỗi. Đó. Bên đây là cái gì? Bây giờ tới bên đây nha. Ây da, da. Bên đây Phan Dũng N11 độ 30.993 phút. E 108 độ 33.633 phút. 1.160 mét so với mực nước biển. Dung sai cộng trừ 10 mét. Rồi còn một mặt nữa. Ui da, cao vậy. Cái mặt bên đây là tiếng nước ngoài. Con Square Discovery Chip. Ok, bây giờ cái live cam của chúng ta sẽ cất cánh tại đây. Tại đỉnh của Tà Năng Phan Dũng. Đó. Nắng quá. Đang đúng 12 giờ trưa luôn các bạn. Các bạn thấy mình hy sinh chưa? Cái này không phải cái công mà là mình đang than với các bạn thôi. Để lại một like và một subscribe ủng hộ cho mình nha. Live cam 30 triệu. Mỗi lần chơi mất cân bản đồ. Nhắm chịu nổi không? Rồi, ok, CBS 11. Rồi, cắt cánh nha. Chào mừng các bạn đã đến đấy. Tính ta đang Phan Dũng. Chúng ta đang ở độ cao 1.160m so với mực nước biển. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một vòng quanh nơi này. Bọn mình mất 4 tiếng 30 phút để có thể đến đây. Là
khoác 12 kg nước thức ăn trên vai và đi không ngừng nghỉ vượt qua tất cả các con đồi. Hồi nãy chưa vừa phải tất cả mà là vượt qua 3 con đồi lớn. Ôi mồ hôi chảy vô mắt mặn quá. Rồi bây giờ đi thám hiểm nha. Đây là cái đỉnh Tà Năng. Phía bên đằng xa xa này là các dãy núi. Đây chủ yếu là đẹp núi thôi các bạn. Dãy núi chập trùng luôn á. Bọn mình phải vượt qua 2 con đồi nữa thì mới có thể đến được những cái con đường bằng phẳng hơn. Và tụi mình sẽ cắm trại ở những con đường bằng phẳng đó. Giờ mình sẽ nâng độ cao lên xí. Chắc cho nó vào con này nữa. Bạn mình đang bóp giờ cho mình. Thấy không? Thì tour là phải vậy á các bạn, phải đoàn kết, phải giúp đỡ lẫn nhau. Suy nghĩ cho bản thân không là chết hết cả đám. Đấy các bạn thấy tổng quan chưa? Đẹp chưa? Wow, thật sự cảnh rất đẹp. Mình chỉ quay một vòng cho các bạn xem thôi. Tại trên này không có chỗ sạc pin. Đồi núi là có đồi thông, đồi chọc với lại rừng thưa. Cỏ các bạn nhìn từ xa xanh vậy thôi chứ các bạn đi lại gần nó cũng lởm chởm mà. Bây giờ hạ cánh thôi. Chết nha, nắng quá các bạn. Mình bay lên sơ cho các bạn coi cảnh thôi.